là bị trắng mất tay. Nhận trọng coi cho anh em. Xin chào anh em Đức Linh, đây là đường quốc tư thị trấn Đức xã Đức Thạnh, nằm gần thị trấn Đức Tài. Mùa đông năm nay là được con nhỏ bạn chở đi chơi. Chào các bạn, đây là thị trấn Đức Tài, khá là đông đúc. Xin chào em Linh Bình.